Ăn gì để hết mụn? Ăn gì để không có tình trạng mụn tái phát? Mụn là một vấn đề rất là hay gặp của tất cả mọi người đúng không nè? Tại vì đa số người dân Việt Nam của mình sẽ thuộc tuýp da dầu và đây là căn nguyên của những bệnh lý về mụn, về nang lông, về tuyến bã. Xin chào, xin chào. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dr. Nhung, kênh của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, bác sĩ chuyên khoa 1 về da liễu, thẩm mỹ. Và chủ đề ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu với bác Nhung một chế độ ăn cho các bạn da mụn để giúp các bạn là điều trị mụn nhanh chóng cũng như là hạn chế tình trạng mụn tái phát. Mụn là một vấn đề rất là hay gặp của tất cả mọi người đúng không nè? Tại vì đa số người dân Việt Nam của mình sẽ thuộc tuýp da dầu và đây là căn nguyên của những bệnh lý về mụn, về nang lông, về tuyến bã. Vì thế một chế độ chăm sóc da đúng nè, một chế độ điều trị mụn đúng nè, bên cạnh để có một hiệu quả cao thì chúng ta cũng phải quan tâm đến chế độ ăn. Vì nếu bạn không điều chỉnh chế độ ăn của mình hàng ngày thì khi bạn điều trị mụn thì tình trạng mụn của bạn có thể cứ dai dẳng, tái đi tái lại, hoặc là khi bạn bị mụn viêm và chế độ ăn của bạn không đúng thì bạn sẽ bị tình trạng mụn nặng hơn, và khi bị nặng mà điều trị không đúng nữa thì bạn dễ bị những cái biến chứng của mụn như là sẹo này, là thâm, là rất là khó điều trị ha. Và sau đây hãy cùng tìm hiểu chế độ ăn cho da mụn giúp bạn thoát khỏi tình trạng mụn trứng cá nhanh nè, và giúp bạn không bị tình trạng mụn cứ dai dẳng tái đi tái lại. Và thực phẩm đầu tiên giúp các bạn hạn chế mụn đó là kẽm. Thì kẽm rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Kẽm nó sẽ là giảm viêm nè, giảm nhiễm trùng nè. Bên cạnh đó, khi mà cung cấp đủ kẽm cho cơ thể thì cơ thể của chúng ta sẽ tăng miễn dịch, và có một tác dụng rất là tuyệt vời của kẽm đối với các bạn da dầu là kẽm nó sẽ cân bằng điều tiết của dầu, từ đó là các bạn sẽ có thể kiểm soát tình trạng mụn trứng cá, làm cho tình trạng mụn trứng cá sẽ giảm nặng hơn và dễ điều trị hơn. Và kẽm thì có nhiều trong đâu? Kẽm sẽ có nhiều trong hạt điều nè, trong hải sản nè, đặc biệt là trong con hàu ha mọi người ha. Và thực phẩm thứ hai rất là hiệu quả đối với những bạn bị da mụn đó là vitamin A. Ở đây khi mà các bạn điều trị mụn thì ai cũng đang dùng cái tuýp tretinoin hoặc adapalene rồi đúng không? Và đó là những cái dẫn xuất của vitamin A. Khi mình bôi những cái dẫn xuất của vitamin A rồi, mình có một chế độ chăm sóc và điều trị da đúng rồi, thì mình bổ sung thêm những thực phẩm có thành phần vitamin A thì rất là quan trọng và hiệu quả đối với các bạn da mụn. Vitamin A nó sẽ kích thích tăng sinh collagen nè, kích thích tăng sinh elastin, giúp da mình trẻ hóa và đẹp hơn. Bên cạnh đó, vitamin A cũng cân bằng tuyến dầu, giúp cho dầu được tiếp cái lượng vừa phải phù hợp với nhu cầu của cơ thể, và từ đó lỗ chân lông của bạn sẽ giảm bít tắc nè, sẽ thông thoáng hơn và tình trạng mụn của bạn cũng dễ dàng kiểm soát hơn. Và vitamin A thì có nhiều trong đâu? Các bạn để ý là vitamin A sẽ có nhiều trong những cái thực phẩm có màu đỏ hoặc là màu cam, đặc biệt là ớt chuông nè, cà rốt nè, khoai lang nè, củ dền nè. Đó là những cái thực phẩm có chứa rất là nhiều vitamin A. Mình nên bổ sung vô chế độ ăn của mình thì từ đó các bạn cũng dễ dàng kiểm soát tình trạng mụn trứng cá. Và thực phẩm thứ ba giúp bạn hạn chế mụn đó là những chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa thì có nhiều trong đâu? Chắc ai cũng biết rồi đúng không? Chất chống oxy hóa thì có nhiều trong trái cây. Thì những cái chất chống oxy hóa này nó sẽ chống lại những cái gốc tự do trong cơ thể, từ đó da bạn sẽ khỏe hơn nè, da bạn sẽ săn chắc hơn, sẽ chống lão hóa tốt hơn. Và khi da mình khỏe hơn, khi bạn điều trị mụn á, thì tình trạng mụn nó sẽ giảm viêm nhiều hơn nè, và miễn dịch của da sẽ tốt hơn, từ đó việc điều trị mụn nó sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Và những loại rau trái cây các bạn nên ăn có thể là rau cải xanh nè, cải bó xôi nè, hoặc là khoai tây nè, cà rốt nè, hoặc là những cái trái cây như là dưa hấu nè đó, hoặc là bưởi nè, cam nè. Đặc biệt có những loại trái cây đã có nghiên cứu là làm cho tình trạng mụn nặng hơn, các bạn nên tránh, đó là xoài nè, sầu riêng nè, chôm chôm nè, hoặc là vải thiều. Bốn cái loại trái cây này các bạn nên tránh ha. Ngoài bốn loại trái cây này thì dường như tất cả các loại trái cây các bạn đều có thể ăn để bổ sung những cái chất chống oxy hóa cho cơ thể của chúng ta. Và thứ tư, đây là nhóm thực phẩm phải tránh nếu bạn đang bị tình trạng mụn. Đầu tiên đó là đường ha. Đường nó sẽ kích thích cơ thể sản xuất một cái hormone đó là insulin. Và khi insulin mà sản xuất nhiều trong cơ thể, nó sẽ kích thích tăng sinh một cái hormone đó là androgen,
từ đó kích thích tuyến dầu của chúng ta sản xuất nhiều dầu hơn. Và khi mà lỗ chân lông của chúng ta có nhiều dầu thì đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho mụn cũng như là vi khuẩn phát triển, từ đó là làm cho tình trạng mụn của bạn nặng hơn. Vì thế để điều trị mụn thì các bạn nên hạn chế đường ha. Thực phẩm thứ hai các bạn nên hạn chế đó là tinh bột tinh chế. Tinh bột tinh chế là những thực phẩm nào? Có thể là gạo trắng nè, bánh mì nè, mì ống nè. Đó, đó là những cái thực phẩm là tinh bột tinh chế thì các bạn nên hạn chế. Tại vì khi ăn những loại thực phẩm này thì cơ thể của chúng ta cũng tăng sinh một cái lượng insulin rất là nhiều. Từ đó tuyến dầu cũng sản xuất rất là nhiều, nên tình trạng mụn trứng cá dai dẳng và khó điều trị. Và loại thực phẩm thứ ba các bạn nên tránh đó là sữa. Không chỉ là sữa đâu mà ngay cả phô mai các bạn cũng nên tránh khi các bạn đang bị tình trạng mụn. Tại vì những cái thực phẩm từ sữa hoặc là chế phẩm từ sữa khi các bạn sử dụng nhiều thì cơ thể của chúng ta sẽ tăng sinh một loại hormone đó là IGF-1. Hay đây là một cái hormone tăng trưởng giống insulin. Đó, nó cũng kích thích tăng sinh hormone androgen và từ đó kích thích tuyến dầu của chúng ta sản xuất nhiều dầu hơn, và cứ dầu nhiều thì sẽ liên quan đến tình trạng mụn trứng cá, và mụn trứng cá này dai dẳng và khó điều trị. Và loại thực phẩm thứ tư các bạn nên tránh đó là dầu ăn. Dầu ăn, trong dầu ăn sẽ có chứa một cái loại đó là omega 6, và đây cũng là một loại chất béo rất là quan trọng trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu mà hàm lượng omega 6 mà nhiều hơn hàm lượng omega 3 thì cái sự mất cân bằng này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là da của bạn sẽ tiết dầu nhiều hơn. Vì thế, các bạn nên hạn chế ăn dầu ăn ha. Và dầu ăn nó thường có nhiều trong dầu ăn nè, trong thực phẩm chiên xào và đặc biệt đó là gà rán. Đó, trong gà rán thì hàm lượng dầu ăn rất là nhiều. Vì thế, chúng ta cũng nên hạn chế những loại thực phẩm như là thức ăn nhanh hoặc là fast food ha. Đó, các bạn hạn chế thì các bạn cũng kiểm soát rất là tốt tình trạng mụn cũng như là tình trạng mụn cứ tái đi tái lại. Nghe tới đây thì các bạn đã biết mình nên ăn cái gì và nên kiêng cái gì rồi đúng không? Tuy nhiên, các bạn cũng không cần quá nghiêm ngặt ha. Đối với những cái thực phẩm mà bác Nhung nói mình nên tránh và nên hạn chế thì các bạn cũng có thể du di cho bản thân tháng 1 cho đến 2 lần. Tuy nhiên, mình tránh ăn thường xuyên vì việc ăn thường xuyên sẽ không hỗ trợ được cho tình trạng mụn trứng cá của bạn đâu, mà làm cho tình trạng mụn nó cứ tái đi tái lại nhiều lần, thậm chí là tình trạng mụn viêm của bạn sẽ nặng hơn ha. Và nghe tới đây thì bác Nhung hy vọng những thông tin chia sẻ của bác Nhung sẽ giúp ích được cho các bạn dễ dàng lựa chọn những đồ ăn phù hợp đối với tình trạng da của mình, giúp các bạn nhanh thoát khỏi tình trạng mụn, và từ đó giúp mình có một làn da khỏe và một làn da đẹp hơn. Nếu các bạn có thắc mắc xoay quanh vấn đề về da, về sức khỏe, các bạn có thể comment xuống phần bình luận. Khi bác Nhung thấy, bác Nhung sẽ trả lời mọi người một cách sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo.